Này, không để các bác chờ lâu nữa. Em A Tuấn khui đôi à? Loa Cartan hay Cartan đây? Đôi loa Cartan CT1000, CT1000. Con này à, trở kháng 4 ôm và 4 đến 8 ôm. Dạ. Công suất 110 đến 160W. Hàng made in Germany. Đôi này các bác cứ nhớ cái thông số này nhé, Cartan CT1000, các bác gõ cách đây khoảng 4-5 năm về trước. Nó khá là cao tiền, 4-50 triệu luôn. Đối với dòng này, riêng dòng này thì bao cho các bác chất bát không hay không lấy tiền. Bát mềm nhũn, bát mềm sâu mạnh. À, chiều sâu của em nó tầm hơn 30. Chút nữa em sẽ đang khui hàng, chút nữa em khui hàng cho các bác xem. Chiều sâu hơn 30, đôi này thì phải nói luôn là đẹp xuất sắc nhé. Đẹp xuất sắc luôn. Với dòng loa bãi như này thì chắc là ít có đôi nào vượt qua được nó bác. Đây ạ. Về tất cả bo góc cạnh nhé, bác nhìn này. Trước sau thì cả đôi này đang nằm đấy vậy. Trước sau trên dưới. Đôi loa này các bác mua về chơi chắc là không có ai có một điểm nào để chê để trừ đâu. Đây, không có một điểm nào trừ nhá. Đây là vân gỗ. Không có điểm nào để trừ luôn. Kể cả sang đến con này, con đang làm đấy vậy. Chứ loa ngoài chất lượng ra thì nó cũng phải đẹp, phải chất nữa. Được chưa? Đôi này, mảng loa rất là đẹp. Đây là bụi nhá. Bụi này, lau hết luôn này. Bụi lau hết. À, ê căng của nó mặt trước là bằng thép. Bằng thép, xung quanh là có lớp nỉ cao su. À, đôi loa này có mức giá 25 triệu 900 nghìn. 25 triệu 900 nghìn. 25 triệu 900. Các bác cứ tham khảo giá thoải mái. Và những con loa nó còn đẹp còn zin như thế này nhé. Đẹp zin như này. Đấy các bác nhìn này, tất cả các điểm. Các bác đấy điểm này, nhìn này gỗ này. Được chưa? Đẹp như thế này thì bác ạ, không thể nào đẹp được hơn nữa. Nó gần như là mới. Con này bát rất là phê. À, trên logo, trên tất cả đây là khung, khung xương này, gạt dập Cartan hết này, Cartan đây nữa. Em đã vặn vít sẵn rồi để cho các bác đỡ phải mất cái thời gian chờ đợi đây. Sau đây em nhấc ra nhé, sau đây sẽ nhấc ra này, gân cao su vẫn còn duyên nguyên, gân này về các bác còn dùng vĩnh viễn mãi mãi luôn, không thể không nói là vĩnh viễn nhưng mà chắc 3-5 năm nữa chắc gì nó đã hỏng. Cái gì đã mục rồi phải thay đây. Để mà cậy lên nhá. Đấy, và các bác này, đây. Dùng cái tay phải để cho nó thuận hơn, để cho nó chắc chắn. Loa này không đùa. Đấy. Con nhìn chưa? Nào, nhấc ra này. Bông tiêu âm của nó này, kín thùng loa luôn. Riêng đối với loa bông tiêu âm của loa Đức thì khỏi phải nghĩ rồi bác ạ. Hầu như là con loa nào cũng kín thùng. Bác nhìn này, nhấc loa ra này. Như mới luôn chưa? Nào, hỏi thăm con củ bát này. Đây ạ. Made in Germany. Made in Germany. Mà gân còn zin đét luôn. Em đã bảo rồi mà. Những con dòng loa như thế này các bác không lấy thì bác lấy cái gì? Các bác cứ ngóng ở đâu? Hay lại suốt ngày loa Nhật với loa Mỹ? Con này các bác không chơi thì bác đánh ở đâu? Con này mà đánh đèn thì còn phê tái tê luôn. Đây, dập chìm này 339Z à. Bác bảo những đôi loa bãi như thế này, thật ra con này chả nói loa bãi được nữa. Nó quá đẹp luôn này. Này, côn nó còn đẹp còn zin như thế này. Mà những hãng loa đến từ Đức. Ok chưa bác? Đây, thế này đã hài lòng cho các bác chưa? Sự hài lòng của quý vị chưa? Sự hài lòng của quý khách là vinh dự của chúng tôi. Chào các bạn. Đấy. Em thì cứ hài hài thế thôi. Em Tuấn thì không được khéo. Cứ mua bán nó phải rõ ràng. Ừ. Bác cứ xem kỹ hộ em. Không lại như cái bác hôm qua. Cái đôi loa Prodeo các bác. Cái đôi Prodeo ấy mà gân ấy. À, em bảo em để cho 3 triệu 9, xong em để xuống há 2 triệu 9, các bác tự thay gân mới tự dọn.
về bác quay bác ấy làm lên, bác ấy bảo em báo cáo bác là 2,9 triệu còn nhiều người mong đợi lắm, bác không lấy thì bác chuyển lại đây giúp em Tuấn thì em cho nhiều người khác dùng, nhiều người đang cần. 2,9 triệu đôi loại Proleo bát 25. Thầy bảo ôi rồi nó sờn góc rồi là thế nọ kia, em báo cáo bác là bán 3,9 triệu em giảm hẳn 1 triệu cho về thì có thấy gần gì nữa em không. Đấy bắt đầu sang đây nữa, ok chưa, bác nhìn chưa, đẹp chưa, chấm hết luôn ạ. Này bác nhìn này, nào đôi loan này các bác không lấy thì lấy gì ạ? Game money tiếp bác nhá. Ui trời ơi nó dập này, con này là cái gì đây, nó dập cái gì đây chứ ngồi game money. Canton hi-fi cái gì đây này, ui trời đọc méo hết cả, méo hết cả mặt đây, để em giữ xem nó là cái gì đây cho khéo này. À mày quá, gần vườn vườn mềm. Các bạn nhìn nha, đấy bác đọc gì, có bác đọc hộ em cái Cotton Hi-Fi Pro đúc đút cát cái gì chịu, còn bên này mới là made in gen money. Ok chưa bác, hài lòng các bác chưa? Như vậy còn cái gì nữa, nốt con này nữa cho thích này, quên mất lúc nãy không cậy trước giờ. À đây lên được rồi, sợ nhiều con nó kẹt con nó không lên được ấy, mất thời gian các bác ấy. Đây đấy con nhìn chưa, ui chào ơi mẹ bó tay luôn này này, ui trời tôi nhẹ thôi đừng đập vào nhau. À con này, con này có bảo vệ rồi, khủng chưa ạ, từ bằng miệng luôn, từ kép luôn ạ. Cắt tuần các bạn như thế này thì các bác còn muốn em Tuấn làm cái gì nữa, bó tay hết thuốc rồi. Còn đây lần đến điểm cuối cùng là em sẽ để loa đây và em sẽ lột riêng cái này cho bác nhìn thân tần một chút nhé, cái này phải tránh xa cái bụi này nó nín thở này. Nhìn thôi quá đủ đi, cái bụi quá em nín thở. Ok cho bác, có xứng đáng đồng tiền cho bác chưa ạ? Em mà Tuấn chào bác nha.